qua biển số rồi nãy đúng không? Nay qua nhận xe của ông anh về dọn vệ sinh tổng quát lại xe ken sao ken luôn mà anh muốn sạch từ bên trong, toàn hai xe cọp đây, cứu hộ anh em, vận chuyển bên em lên coi chuyên nghiệp không nha. 2 3 đó, đẩy cái vô nhẹ nhàng đó, dính luôn, có bát đỡ đầy đủ. Hai con này lên dắt ràng xe xong dắt cũng được 5 phút nữa, dắt chừng 3 phút. Trong nhà anh cũng xài cái vịnh bánh trước vậy luôn, hay lắm, đút vô một cái. Anh có mà, anh cũng có mua một cái đó. Đó. Lên. Đó, đẩy vô. Đó, rất gọn gàng, ngăn nắp luôn. Hai coi lại cái ghi đông, nó dính là dính ghi đông chứ không bao giờ dính bánh. Dạ không cần anh. Không sao. Coi vị trí hai con nè, cột có hai con nghiêng vô mỗi xe 5 độ, cột hai con dính lại rồi hai cây dây lại gịch hai bên, cột ở giữa hai xe gịch vô nhau trước đã. Bên em nhận dọn xe tại nhà luôn, tới nhà chở xe đi, dọn xong trở về. Đó, dịch vụ rất là chuyên nghiệp cao cấp, giá thành rất là mềm. Đó, làm cho mấy anh lái đồ nè, mấy người yêu xe mà không có thời gian đi làm thì ok, tới giao xe đó, coi hiện trạng vậy, rửa xong sạch sẽ, dọn xe thử ý khách hàng, cửa hay làm cái gì bên em cũng làm được, từ máy móc cho tới tất cả cái gì về mô tô làm được hết, hay nguyên một máy lên vẫn có luôn đó. Xong rồi giao khách hàng check ok đàng hoàng mới trả tiền đó. Sự chuyên nghiệp như vậy chứ không có nhận tiền trước, check hàng xong đúng ok nó phải nghiệm thu ok nó hiệu quả đó. Rồi đúng phải như cái gì mà mình nói như vậy thì mới lấy tiền. Anh em gọi số điện thoại 0933333446 hoặc số điện thoại của em 0969631129. Lên xuống chỉ cần hai người. Lên xuống cần hai người anh. Ví dụ như mấy chiếc 600 nè, em lên xuống mình em luôn. Biết thế nó đơn giản lắm. Em hơi lùng quá đó, chứ bình thường không sao. Mấy con ngàn á phải bắt buộc phải hai người. Hôm bữa em đẩy luôn nguyên cái con gì bay cái gì? Bất kỳ nhà. Không. Go win. Go win đẩy lên luôn á. Một người dắt thôi. Cái thang này ghê gớm, thì cái thang này chịu được con Go win luôn anh. Rồi. Rồi. Ở đằng ngoài nội thằng An Vương á, nó còn mấy này nó thanh lý cho anh, nó đòi để anh chịu rưỡi cái. Nó có nhiều loại lắm anh. Dạ. Thứ nhất về phải bắt vít lại nè. Cái thứ hai nữa cái loại nhôm. Mai mốt em sẽ đặt bên ông anh em một cái loại nhôm, nó là cái nhôm máy bay á. Nó cứng hơn cả cái nhôm sườn luôn. Cái nhôm nó để làm cái dĩa đồ chơi á. Đó, dĩa đồ chơi ông đi 30 mấy ngàn chưa mòn. Mấy cái này rửa xong đúng không? Em test mắc vít cho anh luôn. Em. Để kia buộc đi xong hết rồi để cho sao chuyện nó dễ mà không? Test quay clip lại đúng không? Test quay clip cho an tâm là nên đi xa. Mấy con này test mắc bít không đã. 200 mấy không ạ? Ừ, đó rồi.
có chơi em biết chơi cái lỗ mà nó ra rồi. Đợt đó chiếc 929 của anh em vô test gần 280 á, mà chiếc R6 thảo gia test được 260 mấy. Đợt đó xong đi qua nước Đông Dương rồi. Dạ. 929 đó thật sự nếu mà về 929 lúc đó là anh chỉ làm có cái bộ độ thôi á, mà làm theo cái ý của ông đó là đội đua chủ tịch của đội đua Yamaha. Dạ. Không kêu anh làm bộ ý anh vô gym, nhưng mà nó có cái nước hậu của đúng. Là nó không anh thấy đua trong cái Ironman không, bô lúc nào cũng dài á. Hồi đó thằng Bay City lần đầu tiên có đây nó check á, mỗi lần đem vô 50 đô 100 đô rất là cái kinh hồn. Hãy gọi cho Sài Gòn Motor Show để có đặt lịch trước, sẽ có giá rất là hợp lý luôn đó, sự rất là chuyên nghiệp, đúng giờ, giá cả là phải chăng nữa. Xe bên em cột kỹ lắm anh, em sẽ kiếm mấy cái móc như vậy nè, em cột nè. Chứ còn nhiều người ta cột vô trong cái gác chân sau á. Cũng kỹ, anh không dám lấy ốc bày bà anh xíu vô, anh sợ nó lòn cái răng của ốc viên. Cái lúc mình chơi có ốc viên là bắt không được. Nhiều người cột vô đây nè, với lại gác chân sau á. Cái này nó chỉ có chịu cái lực lên xuống, đâu chịu lực ngang gác chân á. Đúng rồi. Lực ngang là gãy liền, sóc là gãy liền. Đền chết luôn á, phải biết cách cột. Chết á. Con này có 2.000 mấy cây xe. Dạ, xe cọp mà. Xe cọp này về dễ rửa lắm nha. Rửa đâu là trôi đó. Con kia là nó còn ốc bảy màu luôn rồi. Dạ. Con chín rồi, chín rồi em mới có 6.000 mấy mai à. Dạ. Nó còn ốc bảy màu luôn rồi. Mạnh lắm. Tại bữa anh sợ để nó